Theo hãng tin AP, 15 nhân viên rà phá bom mìn của Ukraine đang được các chuyên gia ở Campuchia đào tạo. Các hoạt động này do Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia, cơ quan chính phủ giám sát việc rà phá bom mìn và vật liệu nổ ở Campuchia tổ chức. Chương trình kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 và được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ. Ông Heng Ratana, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia cho biết, các chuyên gia Ukraine sẽ được chuyên gia Campuchia tại Viện Kỹ thuật Khắc phục Hậu quả Bom mìn ở tỉnh miền Trung Kampong Chernang đào tạo. Họ cũng sẽ được thăm các địa điểm rà phá bom mìn ở tỉnh Battambang phía tây bắc Campuchia và tham quan một bảo tàng dành riêng cho bom mìn và vật liệu chưa nổ thuộc tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể di tích đền Angkor nổi tiếng. Ông Heng Ratana cho biết khóa đào tạo sẽ tập trung vào việc rà phá bom mìn bằng cách sử dụng công nghệ, bao gồm một thiết bị phát hiện bom mìn của Nhật Bản có tên là hệ thống hình ảnh bom mìn tiên tiến. Sau 3 thập niên chiến tranh, tại Campuchia ước tính còn khoảng 4 triệu đến 6 triệu thiết bị nổ chưa được rà phá và tiếp tục gây ra thương vong. Kể từ khi giao tranh kết thúc vào những năm 1990, gần 20.000 người đã thiệt mạng và khoảng 45.000 người bị thương ở Campuchia do chất nổ chiến tranh còn sót lại, mặc dù số người chết trung bình hàng năm đã giảm từ vài ngàn xuống dưới 100. Những nhân viên rà phá bom mìn Campuchia đã trở thành một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Trong thập niên qua, vài ngàn chuyên gia Campuchia đã được cử đi làm việc ở châu Phi và Trung Đông dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 11 năm 2022 đã cam kết sẽ gửi các chuyên gia rà phá bom mìn của Campuchia tới giúp đào tạo những nhân viên rà phá bom mìn Ukraine. Ông Hun Sen đã nói rằng các chuyên gia Campuchia sẽ đến Ba Lan. Tuy nhiên, ông Heng Ratana ngày 16 tháng 1 cho biết số lượng chuyên gia rà phá bom mìn Campuchia và điểm đến của họ vẫn chưa được quyết định. Một số quốc gia khác bao gồm Mỹ và Đức cũng hỗ trợ Ukraine trong việc rà phá bom mìn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.